Chào mừng các em đã đến với tiết học toán lớp 5 của đài truyền hình Trà Vinh. Cô xin tự giới thiệu, cô là cô giáo Nguyễn Thị Hương. Để học tốt tiết học này, các em cần chuẩn bị giúp cô một số đồ dùng như sau: sách giáo khoa, vở, viết và thêm một cuốn nháp nữa các em. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng vào phần đầu tiên của tiết học hôm nay, đó chính là phần khởi động. Cô và các em sẽ khởi động bằng một bài toán nhỏ. Bài toán có nội dung như sau: chọn câu trả lời đúng. 4 thùng nước mắm đựng được 36 lít. Hỏi 5 thùng như thế đựng được bao nhiêu lít nước mắm? A 40 lít, B 48 lít, C 45 lít, D 50 lít. Bây giờ các em hãy vận dụng những kiến thức đã được học từ các lớp dưới, giải nhanh và chọn cho cô một đáp án đúng nhất. Cô mời các em. Cô nghĩ các em đã tìm ra được đáp án của bài toán này. Vậy thì chúng ta hãy cùng cô kiểm tra đáp án nhé. Đáp án của chúng ta là 45 lít. Các em có biết tại sao nó lại có đáp án như vậy không? À, để có đáp án như thế này thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm một thùng đựng được số lít là bằng cách lấy 36 chia 4 bằng 9 lít. Sau khi chúng ta tìm được một thùng đựng được 9 lít rồi thì chúng ta sẽ tìm 5 thùng như thế đựng được là ta sẽ lấy kết quả 9 lít nhân lên cho 5. Vậy là có kết quả bằng 45 lít. Cô xin chúc mừng tất cả các em có đáp án bằng 45 lít. Các em biết là từ các lớp dưới khi giải những dạng toán này, cô và các em vừa sử dụng cái cách được gọi là rút về đơn vị. Vậy để giải dạng toán tỷ lệ như vậy, chúng ta còn cách giải nào khác nữa hay không? Cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu qua tiết toán ngày hôm nay. Bài 6, ôn tập bổ sung về giải toán. Sau tiết học này, các em cần nắm cho cô những mục tiêu sau. Mục tiêu thứ nhất, làm quen với bài toán có quan hệ về tỷ lệ. Mục tiêu thứ hai, biết cách giải bài toán liên quan đến quan hệ về tỷ lệ. Đây chính là những mục tiêu mà các em cần làm được ở tiết học này đó. Vậy quan hệ tỷ lệ là gì? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu ví dụ đầu tiên của bài. Ví dụ. Cô có ví dụ như sau. Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4 km. Em hãy cho biết quãng đường đi được của người đi bộ trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Rồi, bây giờ cô có một cái bảng mô phỏng thời gian đi và quãng đường đi được của người đi bộ. Các em cùng quan sát trên màn hình và theo dõi nè. Các em biết mỗi giờ hay còn gọi là 1 giờ, người đi bộ đi được 4 km. Vậy 2 giờ đi được bao nhiêu km các em? Bây giờ các em cùng cô nhìn lên bảng nhé. Chúng ta thấy 2 giờ gấp 1 giờ 2 lần. Vì vậy, thời gian gấp lên 2 lần thì quãng đường đi được cũng phải gấp lên 2 lần. Vì vậy cô sẽ lấy 4 nhân 2 và cô có kết quả là 8 km. Vậy 3 giờ đi được bao nhiêu km các em? Các em cũng nhìn lên bảng giúp cô nè. 3 giờ gấp 1 giờ 3 lần. Vậy thời gian gấp lên 3 lần thì quãng đường đi được nó cũng phải gấp lên 3 lần. Cô lấy 4 nhân 3 bằng 12 km. Bây giờ các em cùng cô chúng ta nhìn lại một lần nữa về cái mối quan hệ tỷ lệ này nhé. À, các em thấy
2 giờ gấp 1 giờ 2 lần. Ha. Thời gian gấp lên 2 lần thì quãng đường cũng gấp lên 2 lần. Tiếp theo, ở đây 3 giờ gấp 1 giờ 3 lần, hay nói cách khác là thời gian đi gấp lên 3 lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên 3 lần. Qua cái bảng mô phỏng này, chúng ta dễ dàng rút ra được nhận xét. Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Cô lặp lại. Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Hay nói cách khác, khi thời gian tăng thì quãng đường cũng tăng. Đây chính là mối quan hệ tỷ lệ giữa hai đại lượng đó các em. Vậy thì để giải những bài toán có mối quan hệ tỷ lệ như thế này thì chúng ta có những cách giải nào? Cách giải đó cụ thể sẽ được giải đáp trong cái phần tiếp theo sau đây. Cô trò chúng ta cùng đi qua phần tiếp theo, phần bài toán. Các em nhìn trên màn hình, cô có bài toán như sau. Một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km. Hỏi trong 4 giờ, ô tô đó đi được bao nhiêu km? Bây giờ các em cùng đọc thầm cho cô biết đề bài cho biết gì và đề bài hỏi gì nhé. À, để giải bài toán này, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tóm tắt. Bây giờ các em cho cô biết nè, đề bài cho biết gì? À, đề bài cho biết là 2 giờ đi được 90 km. Rồi, đề bài hỏi gì nào? Đề bài hỏi 4 giờ đi được bao nhiêu km? À, chúng ta đã vừa tóm tắt xong bài toán rồi đó các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi giải bài toán này nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em giải theo cách mà chúng ta đã sử dụng từ lớp dưới. Đó là cách rút về đơn vị. Vậy rút về đơn vị là rút về mấy các em? Đó chính là rút về 1 đó các em. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhìn lại tóm tắt bài toán nè. 2 giờ đi được 90 km. Vậy thì bây giờ muốn tìm 1 giờ chúng ta làm như thế nào? À, muốn tìm 1 giờ chúng ta sẽ lấy 90 chia 2 bằng 45 km. Vậy là cô trò chúng ta đã tìm xong trong 1 giờ ô tô đi được 45 km rồi phải không? Bây giờ muốn tìm 4 giờ chúng ta phải làm sao? À, chúng ta tiếp tục đặt lời giải. Trong 4 giờ ô tô đi được là, các em đã biết kết quả của 1 giờ bằng 45 km. Muốn biết 4 giờ ta chỉ việc lấy 45 nhân 4, cô được 180 km. Đây chính là đáp số của bài toán này đó các em. Vậy thì cô trò chúng ta vừa đã sử dụng cách rút về đơn vị. Vậy thì ngoài cái cách rút về đơn vị, bài toán này còn một cách giải nữa đó các em. Vậy cách đó là gì? Các em cùng nhìn lại bài toán và tóm tắt của cô nhé. À, bây giờ các em sẽ vẫn nhìn tóm tắt của cô. Các em thấy 4 giờ, 2 giờ, chú ý hai đại lượng này. Các em thấy 4 có chia hết cho 2 không? Chắc chắn là 4 sẽ chia hết cho 2. Vì vậy, chúng ta đi xem. Các em thấy 4 chắc chắn sẽ chia hết cho 2. Vì vậy, chúng ta sẽ đi sang cách 2 của bài toán, đó là tìm tỷ số. Bây giờ cô sẽ tìm tỷ số, cô sẽ tìm số lần. 4 giờ gấp 2 giờ số lần là. À, muốn biết 4 giờ gấp 2 giờ số lần là bao nhiêu
chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia đó các em. Ta lấy 4 chia 2 bằng 2 lần. Chúng ta đã biết 4 giờ gấp 2 giờ 2 lần. Mà 2 giờ đi được 90 km. Vậy muốn tính 4 giờ đi được bao nhiêu km? Chúng ta phải làm sao? À, chúng ta sẽ lấy 90 nhân cho số lần vừa tính. Chúng ta được kết quả là 180 km. Và 180 km này hoàn toàn giống với đáp án ở cách 1 cô và các em đã vừa giải. À, các em lưu ý ở bước giải 4 chia 2 bằng 2. Đây chính là bước tìm tỉ số. Và cô lưu ý ở cái bước tìm tỉ số này không phải bài nào chúng ta cũng giải được. Mà các em lưu ý là hai đại lượng phải chia hết cho nhau chúng ta mới sử dụng cách giải này các em nhé. Bây giờ cô trò chúng ta hãy cùng nhìn lại hai cách giải để phân biệt sự khác biệt rõ rệt giữa hai cách giải này nhé các em. Cách 1. Đây là cách rút về đơn vị. Các em lưu ý, ở cái cách rút về đơn vị này thì chúng ta có thể sử dụng cách này để giải tất cả các bài toán có quan hệ tỷ lệ đó các em. Còn đối với cách 2, ở bước tìm tỉ số này thì các em lưu ý, đối với những bài toán mà hai đại lượng nó không chia hết cho nhau thì chúng ta không thể giải theo cách này nhé. Bây giờ cô và các em đã cùng giải xong hai cách giải của bài toán tỷ lệ. Bây giờ chúng ta hãy cùng khắc sâu những kiến thức mà chúng ta vừa tìm nhé. Để giải bài toán tỷ lệ thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất đó là phương pháp rút về đơn vị. Trong cái phương pháp rút về đơn vị thì chúng ta sử dụng theo hai bước. Bước 1 là tìm giá trị một phần. Thường thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia. Bước 2, tìm giá trị nhiều phần. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân. Rồi, đó là cách rút về đơn vị. Cách 2, phương pháp tìm tỉ số. Đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Hay đại lượng này giảm đi bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng giảm đi bấy nhiêu lần. Hay nói cách khác là tăng cùng tăng, giảm cùng giảm đó các em. À, cô và các em đã cùng hệ thống các phương pháp giải của bài toán tỷ lệ. Vậy thì bây giờ cô trò chúng mình cùng vào phần thực hành. Bài đầu tiên ở phần thực hành cô có bài toán như sau. Mua 5 mét vải hết 80.000 đồng. Hỏi mua 7 mét vải loại đó hết bao nhiêu tiền? Để giải bài toán này, đầu tiên chúng ta cũng phải đi tóm tắt các em. À, đề bài cho biết gì nào? Đề bài cho chúng ta biết 5 mét thì hết 80.000 đồng. Đề bài hỏi gì nào? À, đề bài hỏi 7 mét hết bao nhiêu đồng? Hết bao nhiêu tiền? Và các em lưu ý, đồng ở đây chính là đơn vị của tiền Việt Nam đó các em. Chúng ta vừa tóm tắt xong bài toán, bây giờ cô trò mình cùng đi tìm phương pháp giải cho bài tập này nhé. À, các em nhìn lên cái tóm tắt, các em thấy 7 và 5. Các em thấy 7 có chia hết cho 5 không? À, 7 chắc chắn là không chia hết cho 5. Cho nên ở bài tập này, chúng ta chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất, đó là phương pháp rút về đơn vị. Bây giờ cô và các em sẽ cùng đi giải bài tập này nhé. Rồi, chúng ta thấy 5 mét vải hết 80.000 đồng.
Vậy bây giờ rút về đơn vị là rút về 1. Vậy thì chúng ta sẽ đặt lời giải là mua 1 mét vải hết số tiền là 5 mét thì hết 80.000 đồng. Muốn tính 1 mét, chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì nào? À, ta sẽ lấy 80.000 đồng chia 5 và ta được kết quả là 16.000 đồng. Các em đã tính xong, mua 1 mét vải được 16.000 đồng. Vậy muốn mua 7 mét vải, như vậy thì hết bao nhiêu tiền? Chúng ta chỉ việc lấy gì? À, lấy kết quả của 1 mét nhân lên cho 7. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đặt lời giải và giải nhé. À, mua 7 mét vải như thế, hết số tiền là ta sẽ lấy 16.000 đồng nhân cho 7, chúng ta được kết quả là 112.000 đồng. Đây chính là đáp số của bài toán này đó các em. Cô trò mình vừa sử dụng cách rút về đơn vị để thực hiện bài toán này. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang bài toán thứ hai để biết bài toán này giải theo mấy cách nhé. Bài toán thứ hai có nội dung như sau. Một đội trồng rừng cứ 3 ngày trồng được 1.200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông? Thì công việc thường xuyên khi giải bài toán là chúng ta sẽ đi tóm tắt bài toán. Rồi, bây giờ các em cho cô biết đề bài cho biết gì nào? Đề bài cho chúng ta biết 3 ngày trồng được 1.200 cây. Đề bài hỏi gì nào? À, đề bài hỏi 12 ngày trồng được bao nhiêu cây. Bây giờ trước khi giải bài toán, chúng ta hãy xem bài toán này sẽ giải được theo mấy cách các em. Các em chú ý trên bảng dùng câu. Các em thấy hai đại lượng 12 ngày và 3 ngày. 12 có chia hết cho 3 không các em? À, chắc chắn là 12 sẽ chia hết cho 3. Vì vậy, ở bài toán này, cô trò mình sẽ giải bằng hai cách nhé. Vậy cách đầu tiên đó là rút về đơn vị nha các em. Bây giờ 3 ngày trồng được 1.200 cây. Vậy một ngày trồng được bao nhiêu cây? Chúng ta hãy cùng đặt lời giải nào. Một ngày đội đó trồng được số cây là. Tương tự như những bài toán trên, các em chỉ việc lấy 1.200 chia cho 3 và được kết quả là 400 cây. Bây giờ các em đã tìm được một ngày trồng được 400 cây. Chúng ta sẽ dễ dàng tính được 12 ngày trồng được bao nhiêu cây, đúng không các em? Bây giờ chúng ta sẽ đi đặt lời giải thứ hai nhé. 12 ngày đội đó trồng được số cây là. Ta sẽ lấy kết quả của một ngày nhân lên cho 12 và được kết quả là 4.800 cây. Đây cũng chính là đáp số của bài tập này đó các em. Chúng ta vừa giải xong theo cách rút về đơn vị. Vậy thì chúng ta sẽ sang tiếp tục cách thứ hai của bài toán này. Bây giờ các em cùng cô nhìn lại tóm tắt và đề bài của bài toán nhé. Như cô vừa nói lúc đầu, 12 ngày chia hết cho 3 ngày. Vì vậy chúng ta sẽ đi bước đầu tiên, đó là bước tìm tỷ số nha các em. 12 ngày gấp 3 ngày số lần là. Vậy thì muốn biết số lần là bao nhiêu, chúng ta chỉ việc lấy 12 chia 3 bằng 4 lần. Bây giờ đã biết số lần, các em thấy là 12 ngày gấp 3 ngày 4 lần. Mà 3 ngày thì trồng được 1.200 cây. Vậy thì bây giờ muốn tìm 12 ngày trồng được bao nhiêu cây? Thì chúng ta chỉ việc làm sao các em? À,
chúng ta chỉ việc lấy 1.200 cây nhân cho 4 là được 4.800 cây. Và đáp số nó cũng bằng 4.800 cây. Hoàn toàn trùng khớp với cách 1 của bài toán này. Ở đây các em lưu ý, cho dù chúng ta giải theo cách nào thì kết quả của bài toán cũng không hề bị thay đổi đó các em. Cô và các em đã cùng giải bài toán này theo hai cách. Bây giờ cô trò mình cùng hướng lên màn hình để chúng ta nhớ lại những kiến thức mà các em cần nhớ ở bài học hôm nay nhé. Ở bài học hôm nay các em cần lưu ý cho cô những nội dung như sau. Thứ nhất, để giải bài toán tỷ lệ, ta có thể giải theo mấy cách. Đó là cách nào? Cô nghĩ các em ai cũng có thể dễ dàng trả lời đúng câu hỏi này của cô. Bây giờ chúng ta hãy cùng cô hệ thống lại nhé. Để giải bài toán tỷ lệ, ta có thể giải theo hai cách. Cách thứ nhất là rút về đơn vị. Cách thứ hai là tìm tỷ số. Các em lưu ý, trong cách rút về đơn vị thì chúng ta có thể sử dụng cho tất cả các bài toán liên quan tới tỷ lệ. Còn riêng đối với cách tìm tỷ số, khi giải các em cần lưu ý. Vậy lưu ý điều gì? Đó cũng là nội dung thứ hai mà cô muốn nhấn mạnh với các em. Khi giải theo bước tìm tỷ số, các em cần lưu ý điều gì? Khi giải theo bước tìm tỷ số, các em cần lưu ý là hai đại lượng của bài toán phải chia hết cho nhau. Nếu không chia hết thì các em nên giải theo cách 1. Bây giờ để các em nắm bài, hiểu bài và vận dụng kiến thức cô vừa dạy vào bài tập như thế nào, cô mời các em hãy làm cho cô những bài tập sau tiết học này nè. Bài tập về nhà. Đó là bài 1 và bài 4, phần luyện tập trang 19-20 sách giáo khoa toán 5. Cô nhắc lại, bài tập 1 và bài tập 4, phần luyện tập trang 19-20 sách giáo khoa toán 5. Các em đã đánh dấu được nội dung cần luyện tập chưa? Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Trong quá trình học tập, chắc chắn các em sẽ phải gặp một số khó khăn. Vậy thì khi gặp khó khăn, các em hãy xem lại các video trên Zalo, Facebook hoặc YouTube của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hoặc các em có thể liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm của mình để được câu trả lời thỏa đáng nhất. Cô chào các em và chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi.